Làm gì làm mình trước tiên phải có đời sống mạnh khỏe, sức khỏe và vui vẻ thì mình mới có tuân theo 12 giới luật của cha mẹ, trong đó có nhân chí tín lợi nghĩa. Nói cái chữ lễ nghĩa thôi á là mình đã đi chậm lại hàng ngày á, cái tâm mình chạy ồn ào lao xao quên cha quên mẹ quên bớt đê ông bà mình luôn rồi, thì chỉ cần làm món nhỏ xíu trong đó thôi là mình đã thấy gia đình thay đổi rồi. Nhanh muốn làm con người tốt á là đầu tiên á, trước khi mình làm gì quyết định gì mà có hại người á, nhìn mình là họ thiên giữ 12 giới luật, cái nhẹ nhàng thôi là mình đã không có muốn ra đường nó láo ai rồi. Hẹn ai á gán đến đúng giờ mới thành công. Mình hẹn 12 giờ 11 giờ 45 là mình phải tới trước 5 phút, không có trễ, tại cái đó là cái thói quen chứ nó không phải là giờ giấc. Giờ giấc là do chính mình quyết định. Muốn qua Cali thăm Thiên Long Sơn là cứ đi. Còn cái nó xa quá, ngồi máy bay cũng như ngồi ngủ thôi, 10 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. 10 tiếng thì ngủ một giấc dài, 2 tiếng thì ngủ một giấc ngắn, nắp cũng tới gặp được cha được mẹ. Cái đó là cái tâm cái lòng. Làm nhân thì phải đúng cho nhân, nhân cách. Con họ thiên không có làm mất mặt thượng đế nha. Còn mang họ thiên không có ra đường muốn làm gì làm, muốn là lấy lợi cho mình mà làm khổ người đừng nên làm nha. Thấy chuyện gì đúng á bập liền làm liền, chuyện gì sai hay để suy nghĩ là 24 tiếng. Nói mình suy nghĩ 24 tiếng thôi cái mình nhớ 12 giới luật, cái là mình sợ mình không dám làm, là thấy đỡ một cái nghiệp rất là lớn rồi đó. Trí là trí tuệ là mấy con đọc kinh ngồi thiền là tự động nó tăng lên mỗi ngày. Hay ngồi thiền á, cái energy của mình từ mình có màu đen, rồi cái hôm nay do thiền lên màu xám, lên màu xám cái từ từ lên màu trắng cái lên sáng rực là một dòng, rồi cái từ từ cái hai dòng, nhưng mà hai dòng thì sư phụ nghĩ hơi khó đó, rồi phải nhập thất rồi phải cắt ái ly thân, rồi không có muốn mấy đứa tự cắt ái ly thân, yêu cho đậm đà vô gia đình phải hạnh phúc, mình mới tu nghe, để gia đình không hạnh phúc thì không có nên. Ở trong đây mình có đệ tử thí thành thí bị chồng cấm không có tới đây cũng tội nghiệp. Nó hiểu lầm thôi, chưa từ từ đấy, từ từ để thí độ. Tại vì lúc đầu á mà mấy con không làm đúng như phụ nói là phải đừng có làm cho người ta, nhiều lúc người ta không có muốn nói xấu cha mẹ thượng đế tà đạo, người ta không có nói xấu thiên ứng kiệt là dị đoan ảo tưởng, thì mình cứ chậm chậm từ từ mình phải đừng có nghĩ là ai cũng có cái lối suy nghĩ giống mình, ai cũng có lòng tin giống mình và ai cũng có cảm nhận giống mình. Mỗi người mỗi khác, chung nhà chung giường chứ là khác mộng không đó. Cẩn thận thì từ từ mình mới độ được. Để thì cái lễ nghi á của từ xưa tới giờ á, cúng kiến ông bà, ông bà rất là chờ những cái ngày lễ giỗ đám giỗ hay là Tết rồi đó, thì nhà nào họ thiên cũng phải có một cái bàn thờ thờ tổ tiên. Trước khi mình thành Phật mình cũng phải trả ơn cái xác phàm đúng không? Rồi cái mình, nhưng mà mình để chữ cửu quyền thất tổ, ví dụ mình là họ Nguyễn, ông chồng mình họ Trần, thì mình cũng để hai đàn trai đàn gái hai bên vậy đó, hai cái bà vị họ họ Nguyễn họ Trần, chứ mình đừng có để cái hình của má ruột mình bự tổ bố, còn hình của má của ông chồng mình có chút bẻo, mỗi ngày ông vô ông thấy nhiêu đó thôi là ông cũng phát ghét mình nữa. Cái tâm con người nó tính ghê gớm lắm, từ ly từ tí. Thì mình chỉ để chữ cửu quyền của ông, cửu quyền của tôi hai bên giống nhau, ví dụ cái hình của bên bên mình 8 với 10 thì ở bên kia cũng 8 với 10 đó, vậy đó. Ví dụ mình đốt nhang, mình đốt hai bên, hoặc mình để một chậu nhang đốt cái chung luôn cho khỏe, khỏi bị ngợp, bớt khói, nhân lễ nghĩa trí tính.